Câu hỏi khác: gia định đạo hữu Quảng Chương mất vào năm 2016. Xin muốn sư anh hỏi, muốn sư huynh tới Mông Châu là sao không hiểu. Cảm ơn rồi. Đạo hữu Quảng Chương, à gia đình đạo hữu Quán Chương là có người ở tại đây, à người nào đâu. Mông Châu là cách đây xa gần, à là đây là Mông Châu à. Cảm ơn chị vị, nhờ vậy tôi có duyên như vậy, tôi cảm ơn. Tức là chị là em của anh rồi, à chị là Phật, à vâng, chị là Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo? À vậy à, tại vì tôi biết là thành Quán Chương là anh anh vợ anh chị Hoa là Thiên Chúa giáo, là anh theo Thiên Chúa giáo, chính chị Hoa cũng thường xuyên tới niệm Phật đường. Chị Hoa là một người Thiên Chúa giáo mà giờ niệm Phật rất là thành tâm, là khi mà cái hiện tượng mà chúng tôi hộ niệm cho anh Quán Chương đấy, rồi nó ra tốt đấy, anh Quán Chương rất là tuyệt vời, nhưng mà chưa bị thấy. Để sẵn để tôi nói, anh Quán Chương là một người thường xuyên là đi nhà thờ với chị Hoa. Cho khi mà anh bị ung thư xong thì mà thực ra là chính chị Hoa là kéo anh Quán Chương đi niệm Phật. Chị Hoa ở tại ở gần niệm Phật đường một thời gian rất lâu mà nghe tên niệm Phật đường mà không biết ở đâu, tại vì âm ít khi quảng cáo lắm, mà cứ muốn tìm Phật niệm Phật đường mà những thứ mười mấy năm mới tìm được niệm Phật đường. Sau cùng hả? Bảy năm mới tìm ra cái niệm Phật đường. Khi mà niệm Phật đường xong thì mới kéo luôn anh Quán Chương vô niệm Phật luôn. Anh Quán Chương thiết tha vãng sanh và được Duy Âm coi như là hướng dẫn từ đầu, và anh quyết lòng lắm, anh niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, con là Đỗ Quảng gì, Đỗ Hữu gì đó, Đỗ Hữu Huy gì đó, xin phát nguyện vãng sanh Tây Phương, xin Phật cho con về Tây Phương, ghi vào trong cái chip đó, anh mở tay đấy và nhắc nhở cho anh niệm Phật. Mà con cái của anh rất là có hiếu, anh dặn dò đủ hết, nhưng mà sau cùng được về cái nghiệp chướng, mà đúng là cái nghiệp chướng, mình thấy không, anh bị té té gần cái ngày mà còn chết là té gãy tay luôn, gãy tay đem vô bệnh viện mê man bất tỉnh, bệnh viện chuẩn bị mổ. Tôi cản lại, tôi nói nếu mổ thì anh bị chết chết liền tức, mà hỏi vô hỏi bệnh viện nó nói đúng là mổ là chết, nhưng mà tình trạng này không mổ làm sao được. Tôi nói thôi anh đã sắp chết rồi mà mổ làm chi nữa. Đúng rồi, như vậy cái ngày mà đó là quyết lòng đem anh về nhà, đem anh về nhà thì cái đêm đó là anh ra đi. Nếu ở trong bệnh viện thì cũng khó khăn vô cùng. Tôi rất là khó. Mà trong công ty như vậy với một người mà mê man bất tỉnh là một cách cách nặng vô cùng khó khăn. Nhưng mà những cái cách huân tu anh được hướng dẫn kỹ, anh quyết lòng vãng sanh rồi. Cho khi anh ra đi rồi, Dậm đứng trước đó mà nghĩa là Tổng Kha thì nó nói Dậm thì lanh mồm lanh miệng, nó vững lắm. Tự nhiên cái sau đó cái anh chuyển tướng. Cho nên cái khai thị hướng dẫn chưa bị pháp. Nhờ cái huân tu hàng ngày mà khi mình làm nước mạnh như vậy, anh nhớ lại, anh giật mình tỉnh ngộ lại, anh mới có thể được chuyến đó chứ, mà nếu không thì cũng khó khăn. Cho nên cảm ơn chư vị, mà nhờ chư vị mà tôi được tới đây phải không này. Thôi cảm ơn chư vị. Câu hỏi khác: đời này đã tu niệm Phật hàng ngày, có dặn dò con cháu sau khi xả bỏ báo thân hay gọi luôn quý thầy tới hộ niệm cho cha, và phải làm theo những hướng dẫn của thầy, xin hỏi cư sĩ như vậy có chắc chắn hay không? Xin thưa với chư vị, không có gì chắc chắn cả. Chắc chắn hay không là mình phải niệm Phật với lòng tin vững vàng và tha thiết nguyện vãng sanh, và nhờ quý thầy là phải nhờ những thầy biết khổ niệm thì mình sẽ có nhiều cái lợi ích thiết thực, và đến hộ niệm cho mình không phải là đợi cho lúc chết rồi mời quý thầy tới thì coi chừng. Chư vị đã quá trễ rồi. Trong cái ở đây không có cuốn sách gọi là hộ niệm chú ý, chứ có tôi cho ngay cho mình là đừng bao giờ để cho đến bệnh rồi mới gọi bạn hộ niệm, là cái điều hơi sơ suất quá đáng.
để cho chết rồi xá bỏ báo thân rồi mời thầy mời ban hộ niệm tới thì quá ư là sơ xuất. Pháp hộ niệm không phải vậy như vậy, mà hộ niệm thực sự là một pháp tu. Ví dụ như mình sợ chết thì ban hộ niệm thường thường đi cộng tu với nhau. Sợ chết là một cái đai kỵ làm mất vãng sanh. Ngài Thiện Đạo nhắc nhở đến cái điểm này rất rõ, rất vững. Nhất định không được sợ chết, tức là sợ xả bỏ vô tâm. Như vậy thì muốn cho mình không sợ chết thì có người nhắc nhở mình, hướng dẫn mình, khuyến tấn mình, thì khuyến tấn đó chính là hồn. Một người sợ bệnh thì mất vãng sanh. Người mà sợ bệnh xuống cầu trời, cầu miếu gì đó cho mình ở bệnh. Bây giờ chư vị tu suốt đời kệ không biết, nhưng mà cái tâm sợ bệnh nhất định mất vãng sanh. Cho nên một người mà thấy bệnh ung thư gì đó mà đi được nhờ bác sĩ nào đó, tự nhiên cái ông này 4 tháng chết, 4 tháng không chết thì mừng vui. Những người mà mừng vui như vậy thường thường không có vãng sanh. Tại vì khi mà hết bệnh rồi người ta mừng, thì lúc mà bệnh tới chết người ta cũng cầu chết bệnh. Khi mà càng ngày càng bệnh càng nặng lên, người ta buồn đó. Tức là cái tâm vãng sanh người ta không có. Cho nên thành ra cái hộ niệm là một pháp hướng dẫn cho mình bỏ những cái điều sơ xuất đi. Và những điều gì mà giúp đỡ cho vãng sanh mình phải gìn giữ. Ví dụ tin tưởng thì mình phải tin tưởng. Ra ngồi kia người ta làm gì đời này mà vãng sanh. Bây giờ người ta lên con trăng rồi, cái cực lạc đâu có, mình phân vân do dự. Thì cái phân vân do dự là cái điều sai lầm. Tại do cái niềm tin của mình không được. Hiểu không? Cho nên chư vị phải nhớ là hộ niệm là hướng dẫn cho mình tu, cho nó thuận với con đường vãng sanh, để cho mình vãng sanh. Chứ không phải hộ niệm là đợi khi chết rồi kêu thầy tới. Hoàn toàn không phải như vậy. Chứ vì những người nào viết cái này phải cẩn thận nghiên cứu lại, chứ không thì mình bị sấy, hoàn toàn sấy. Đến cái lúc mà bệnh nặng rồi mới kêu ban hộ niệm. Nhiều khi có nhiều ban hộ niệm người ta tới ta hỏi vài câu ba chuyện không đúng một người ta không dám nhận. Hỏi bác có tin Phật không? Tôi không tin lắm. Thôi người ta không chịu. Bác có sợ chứ? Tôi sợ quá chừng đi. Nếu mà chư vị niệm Phật cho tôi mà hết bệnh này, có gì bao nhiêu tiền bạc này tôi xin cúng dường cho người ta từ chối. Có nhiều người khi mà bệnh chúng đồ cái cầu trời cho con hết bệnh cũng đem hết cả tài sản cúng dường cho Phật. Phật không có nhận chỉ tiền của chư vị đâu. Nhớ chưa kỹ, tất cả đều cho mình. Có nhiều người tại sao tôi tu với người kia không tu mà không bệnh, mà tôi tu bệnh như vậy. Người ta nói, người ta giảng giải mình, tôi cũng muốn hết bệnh, chờ hết nghiệp đi. Thôi chịu thua, tâm mình nghĩ khác. Cho nên xin thưa quý chị, tất cả điều là phương pháp tu hành. Đừng có bao giờ để quá trễ, người ta gỡ không được. Ta gỡ được, người ta mới hộ niệm mới thành công. Gỡ được thì hộ niệm cũng chỉ là một cái thất bại. Rồi chư vị ra còn nói, hộ niệm thứ gì hay vậy, dở quá. Ta nói không phải như vậy đâu nhé. Câu hỏi khác, xin cư sĩ Dư Âm cho hỏi, hộ niệm thì bắt đầu từ khi nào là tốt nhất? Từ lúc hôm nay. Đi nghe thầy giảng là hộ niệm cho chính mình. Tại vì hộ niệm người ta cũng giảng cho mình hiểu, thì thầy giảng cũng để cho mình hiểu. Hiểu rồi mình mới thực hành. Thực hành nhiều khi trọc lên trọc xuống, chỉnh sửa. Giảng là gọi là giải, chỉnh sửa là hành. Giải hành tương ứng với nhau thì chư vị mới vãng sanh. Chư vị mới vãng sanh. Mà đừng nghe qua một vài lần giải thì tưởng là mình hiểu hết rồi, không phải. Mình nhiều khi hiểu một nửa chứ chưa hiểu hết đâu. Hay là nhiều khi hiểu cái 1/10. Còn phải nghe lên nghe xuống rồi bắt đầu phải chỉnh sửa. Mà chính bây giờ tới lúc lâm chung cũng chưa chắc gì là hết, tại vì mình bây giờ là mình cũng tỉnh táo, lúc đó mình mê mang mất tỉnh. Mình mê muội rồi, mình mệt mỏi rồi, mình có thể làm sao? Lúc mình đau đớn quá nhiều cái tinh thần mình xuống dốc thì chứ vì nhớ là tinh thần xuống dốc thì nghiệp chướng bừng lên. Tâm lực mình mạnh mẽ lên thì nghiệp chướng nó buông xuống. Tại sao có những người ung thư mà người ta mỉm cười giơ hai tay lên ra đi, ta đi xong rồi lưu lại cái nụ cười vẫn mãi mãi trên cái thân xác đó. Cũng là một người ung thư mà khi ra đi người ta nhăn nhó, người ta đau khổ, người ta quằn quại. Tại sao như vậy? Tâm lực, yếu tố tâm lực, sức mạnh của tinh thần. Một người mà đau một chút than lên thôi chúng chứng tỏ cái tâm lực người đã yếu. Một người cũng đau như vậy mà người ta chuyện này chút xíu có gì đâu, tâm lực người này mạnh.
Một người nghèo nghèo chút khổ khổ chút như vậy, người ta than lên thơ chúa, người ta đi than người này than nọ, biết là người này đang chìm trong những cái cảnh giới tiền bạc so đo tính toán gì đó, họ khổ tâm dữ lắm. Một người nhiều khi người ta không có một một đồng, người ta ăn thì từng muốn muối một, nhưng mà tinh thần người ta vui vẻ, nhờ cái vui vẻ như vậy mà khuôn mặt người ta rạng rỡ ra, người ta thấy như một người đây là đang hưởng phú quý nào đó chứ không phải là nghèo. Mà chính như vậy mà tạo cho bao nhiêu người thương thì thấy người này tội quá, tại sao khổ như vậy mà vẫn vui. Cho nên người ta sáng đó à, tôi sẵn tôi có cái việc làm này nhỏ nhỏ chỉ làm cái tôi trả tiền cho, vô tình từ cái vui đó mà người ta có việc làm. Mà việc làm đó thực ra người ta không cần, người ta làm vụ này và người ta dành cho mình làm. Mà việc làm này một lương cái tháng, một tháng 20 đồng, mà ta trả cho mình đến 80 đồng, tại người ta thương mình, vô tình cái từ cái nụ cười đó mà tạo cho mình cái phước báo. Chứ vì thấy không này, đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Thì khi mà một người bệnh hoạn mà vui vẻ lên, xin thưa với chư vị, chính cái niềm tin này, chính cái tâm lực này, cảm ứng, gọi là cảm ứng đạo giao, A Di Đà Phật phóng quang gia trì, tự nhiên căn bệnh mình nặng mà mình coi như không, cho đến nỗi lúc ra đi người ta vui vẻ, ta thoải mái đến nỗi cười mà ra đi, thần tướng tốt đẹp vô cùng. Cái tâm này nó ứng vào cái thân này, cái thân này nó thể hiện ra cái tâm của chư vị, vãng sanh bất khả tư nghị, đúng không? Cũng trong cái khổ mà cứ chui vào cái khổ đó người ta khổ hoài, mà cũng trong cái khổ đó mà người ta vượt qua cái khổ cách dễ dàng. Vạn pháp duy tâm sở hiện là như vậy. Thực ra cái đạo pháp và cái hộ niệm hay lắm chứ đâu có đơn giản đâu nha. À, rất là hay, là vừa đúng giờ thì mình hết giờ luôn. Rồi biết cái chuyện này, cho nên mong cho vị nhà giữ âm chỉ nói về hộ niệm mà thôi. Sao mà khi mà nghiên cứu hộ niệm rồi giờ mới thấy rõ ràng là cái đạo pháp cao tột của Đức Bổn Sư trao truyền chúng ta, nó nằm ngay ở tôi những cái gọi là cái cử chỉ này, cái hành động này, cái việc làm cụ thể này mà không. Mình thấy một người mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là đơn giản. Một người có nghiệp chướng tràn trề mà nhiều kinh Phật nói còn nghiệp thì phải còn nhận quả báo, đúng không? Thế mà một người có nghiệp tràn trề như vậy mà họ vãng sanh thành đạo. Cũng có một người nghiệp chứng ít hơn mình, nhẹ hơn mình, phước báo lớn hơn mình, mà người ta không phát hiện ra cái đạo lý duy tâm, mà người ta đành theo cái nghiệp phước đó mà lăn lộn trong những đường thiện để mà chờ ngày thọ nạn. Như vậy thì chư vị mới thấy rõ ràng là cái hộ niệm không phải là đơn giản tới niệm Phật cho người ta vãng sanh, mà đó là hướng dẫn cho người đó thực hiện được cái chân lý. Nếu nói về đạo lý duy tâm nó có sẵn sàng đủ, nếu mà nói về cái nhân quả cũng sẵn sàng đầy đủ trong cái phương pháp hộ niệm vãng sanh này. Chúng ta trong nhiều đời những cái chúng ta tạo ra vô lượng cái nhân rồi, nếu mà chư vị tìm cách mà hướng cho vô lượng cái quả đó thì kẹt vô. Hãy tìm một cái nhân nào duy nhất mà thôi, làm cho có cái duyên hợp với cái nhân đó, là nơi đọc cái quả, chúng ta lấy cái quả đó để xác định cái tương lai chúng ta trước cái đó, cũng là nhân quả của chư vị. Mong cho chư vị tạo cái nhân là niệm Phật cho vững vàng, thành tâm để có cái nhân Phật, nhân A Di Đà Phật trong tâm, ứng cái nhân A Di Đà Phật là hợp cái duyên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chư vị nỡ cái quả báo là trở về Tây Phương, nhân quả cũng của chính mình. Cho nên có nhiều người nói những người mà ác nhiều quá hộ niệm vẫn sanh, nhân quả ở đâu? Là nhân quả tại đó đấy. Một cái nhân tạo ra một cái quả, một lần chúng ta cứ hướng một cái quả đó thôi, cho về một lần chúng ta hướng cả ngàn cái quả đâu, không phải ngàn cái quả, nó có thời gian về Tây Phương thì vô sanh vô tử, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo, dị vãng nhị vô nhân, dễ dàng qua. Mà chư vị không tin thì nên ở đây ráng chịu, mong chư vị tin để đi về Tây Phương nha. Chịu không? Chịu không? À, chịu.